Người tuổi Ngọ cứ lấy năm tuổi này, trước sau gì cũng giàu sang phú quý, tiền bạc ùn ùn kéo về chật két, ngồi chơi không cũng giàu. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao trên đời có những cặp đôi khi yêu nhau thì gắn bó hạnh phúc như thế, thế nhưng khi nên duyên vợ chồng thì lại xảy ra đại họa? Đen đủi hơn, có những người còn phải chịu cảnh quá vợ quá chồng, đứt gánh giữa đường. Quý vị thân mến, trong phong thủy học cho rằng tuổi của hai vợ chồng có ảnh hưởng rất lớn đến cái tương lai, đến cái hạnh phúc của gia đình sau khi kết hôn. Bởi vậy nên các cặp đôi khi muốn kết hôn đều phải trải qua các bước xem tuổi, chọn ngày, chọn giờ làm sao cho phù hợp để khi mà kết duyên thì sẽ được hạnh phúc trọn đời. Theo tử vi tướng số thì tuổi Ngọ khi kết hợp với năm con giáp dưới đây sẽ trở thành những cặp đôi hoàn hảo, sẽ được trời ban lộc, thuận lợi đủ đường, kinh tế đến con cái đều thuận lợi hanh thông. Đó là sự kết hợp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị hãy hoan hỉ nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Thưa quý vị, chúng ta đã biết tuổi Ngọ thì sẽ có bao gồm 5 tuổi. Giáp Ngọ là 1954, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ là 1990 và Nhâm Ngọ là 2002. Đó là những cái tuổi Ngọ mà chúng ta sẽ xét trong chương trình ngày hôm nay. Ở trong video trước tôi đã xét cùng quý vị và các bạn về cái địa chi năm sinh đúng không ạ? Thì xét về cái quan hệ địa chi thì những người tuổi Ngọ có thể kết hợp tốt với 3 tuổi sau. Thứ nhất là tuổi Mùi thì được cục diện là Ngọ Mùi nhị hợp. Thứ hai là kết hợp với những người tuổi Dần và tuổi Tuất thì được bán tam hợp là Dần Ngọ Tuất thì cũng sẽ được cát lợi và may mắn. Bên cạnh đó thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ thêm cho quý vị và về một cái cách chọn nữa. Nó sẽ có được cái tài lộc, có được cái phú quý như ý đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ chọn theo thiên can của năm sinh. Thiên can của năm sinh kết hợp giữa thiên can và địa chi thì nó sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho những người tuổi Ngọ. Vậy thì những người tuổi Ngọ ngoài 3 tuổi này ra thì sẽ lấy được tuổi nào là tốt nhất? Đó, mang lại cái may mắn, mang lại cát lợi, mang lại cái hạnh phúc cho mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thì để chọn theo cái thiên can ấy thì chúng ta sẽ chọn theo hai thứ, đúng không ạ? Một là lộc, hai là quý nhân. Vậy thì lộc và quý nhân của những người tuổi Ngọ này thì sẽ nằm ở đâu? Đúng không ạ? Thì chúng ta biết ấy, mỗi một người thì sẽ có tuổi một tuổi lộc và có hai quý nhân. Cái lộc tồn ấy nó chính là sao thiên lộc, hay còn được gọi cái tên khác là gì? Là lộc tồn, là thiên lộc đấy. Cái sao thiên lộc thì nó có ngoại thuộc thổ, nó chủ về tước lộc trời ban, chủ về cái sự may mắn, chủ về cái sự tài lộc phúc thọ lâu dài. Nó đóng ở bất kỳ cung nào thì cũng đều mang lại tài lộc và thuận lợi cho cái cung đó. Vậy nên cái cung tài lộc của mình mà để được vợ ở đó thì nó sẽ là một cái tài vận nó được viên mãn, đúng không ạ? Thứ hai là quý nhân. Quý nhân là chúng ta có hai quý nhân, một là âm quý nhân và hai là dương quý nhân. Nó là cái sao Thiên Khôi và sao Thiên Việt. Thiên Khôi thì thuộc tính ngũ hành của sao Thiên Khôi là nó thuộc là gì? Là hỏa. Nó là dương hỏa, đúng không ạ? Nó là trợ tinh thứ nhất trong chổng sao năm đầu, hóa khí của nó là dương quý nhân, hay còn gọi là gì? Thiên ất quý nhân. Cái sao Thiên Khôi nó cũng là một trong những cái sáu cát tinh, gọi là gì? Gọi là sao quý nhân. Quý nhân được tượng trưng bởi cái sao Thiên Khôi có thể gặp hung hóa cát, hơn nữa nó thường xuất hiện một cách tự nhiên, không cần phải bỏ công tìm kiếm. Vậy nên khi mà chúng ta chọn được cái sao Thiên Khôi làm cái quý nhân cho mình thì nó sẽ được may mắn, phải vận tài lộc cũng như là vận phú quý. Tiếp theo cái quý nhân thứ hai là âm quý nhân, nó là sao Thiên Việt. Thiên Việt thì có ngũ hành là âm thủy đúng không ạ? Là âm thủy, là màu đen. Nó là cái trợ tinh thứ hai trong cái chổng sao năm đầu, hóa khí của nó là âm quý nhân, còn được gọi là ngọc đường quý nhân. Cái sao Thiên Việt cũng là một trong sáu cát tinh tương tự như cái sao Thiên Khôi. Nhưng mà quý nhân của sao Thiên Việt nó khác sao Thiên Khôi ở chỗ nó là âm quý nhân, tức là những người ngấm ngầm hoặc là gián tiếp trợ giúp chúng ta khi mà chúng ta gì gặp khó khăn. Đó. Cái sao Thiên Việt nó cũng có tính đào hoa, nó là âm thủy nên là gì? Nó thường gặp gỡ được những người khác giới, quý nhân khác giới giúp đỡ. Đó. Vậy nên là khi mà chúng ta được lộc tồn, được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì cái vận trình nó sẽ hanh thông, may mắn và thuận lợi vô cùng. Trong thời gian vừa qua thì tôi cùng thầy Gia Cát cũng như là các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng đã đưa ra một cái vật phẩm có cả lộc có cả quý nhân, đó chính là cái vòng phú quý chi mệnh. Cái vòng phú quý chi mệnh này thì nó được sự kết hợp của cái sao Thiên Lộc, tức là gì, có ngũ hành thuộc thổ, tức là cái hạt màu vàng đúng không ạ? Bên cạnh đó kèm theo cái ngũ hành thuộc hỏa, tức là hạt màu đỏ, và ngũ hành thuộc thủy là hạt màu đen. Trên các cái hạt này cũng khắc hình linh vật, khắc hình linh vật thần tài và linh vật quý nhân của quý vị đúng không ạ? Khắc linh vật thần tài và âm dương quý nhân của quý vị, vậy nên là nó sẽ mang lại cái may mắn về vận trình tài lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ mọi nơi.
Khi mà muốn có lộc có quý nhân ấy, thì quý vị hãy thỉnh cái vòng phú quý chi mệnh. Vòng này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú cũng như là xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên khi thỉnh vật phẩm thì quý vị hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được xem ngày sử dụng chuẩn nhất với tuổi của mình. Khi đó vật phẩm mới phát huy được cái tác dụng tốt nhất, chiêu được cái tài lộc và mang lại cái may mắn, phú quý bình an cho quý vị. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng phú quý chi mệnh này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào luận giải về cái những người tuổi ngọ là lấy tuổi nào là hợp lý nhất, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi canh ngọ đi, 1990. Chúng ta biết thì canh thì lấy lộc tại thân. Vậy nên những người tuổi canh ngọ 1990 thì sẽ hợp với những người tuổi thân nhất, đúng không ạ? Những người tuổi canh ngọ mà lấy tuổi thân thì sẽ được cái gì? Được lộc. Được lộc ấy, đúng không ạ? Canh ngọ 1990 mà lấy tuổi thân sẽ được lộc. Vậy nên các vị cũng cứ để ý này, những người tuổi canh ngọ 1990 mà lấy tuổi nhâm thân 1992 thì cực kỳ là thuận lợi. Công việc thì hành thông thuận lợi, tài lộc thì dồi dào. Đó, tài lộc thì như ý, đó. Vậy nên là những người tuổi ngọ ấy, tốt nhất là canh ngọ nhé, canh ngọ 1990 thì tốt nhất là nên chọn tuổi thân mà lấy. Đó. Với những người tuổi canh ngọ 1990 nam mạng thì có thể chọn 1992 nhâm thân, đúng không ạ? Còn với nữ mạng ấy thì có thể chọn 1980. 1980 là canh thân hoặc là 1992 nhâm thân thì cũng được. Đó. Tiếp theo quý nhân của những người tuổi canh ngọ 1990 thì chúng ta có canh Giáp Mậu canh Ngưu Dương, tức là lấy Sửu và Mùi làm quý nhân. Thì Sửu sẽ là Dương quý nhân và Mùi sẽ là Âm quý nhân. Sửu là tượng trưng cho sao Thiên Thiên Khôi là hạt màu đỏ, đúng không ạ? Còn Mùi là tượng trưng cho sao Thiên Việt, tức là hạt màu đen. Đó. Vậy nên là khi mà được Âm Dương quý nhân tương trợ giúp đỡ thì sẽ gặp được cái may mắn, cái tài lộc cho những người tuổi canh ngọ. Vậy nên những người tuổi canh ngọ 1990 ấy, nếu mà là nam mệnh thì có thể lấy 1991. Còn nữ mệnh 1990 thì cũng có thể lấy 1991 hoặc là 1979 thì cũng sẽ được thuận lợi hanh thông, công việc thì đầy tài lộc. Đó. Tiếp theo là Dương quý nhân thì những người tuổi 1990 canh ngọ canh thì lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Như vậy canh ngọ 1990 thì có thể lấy 1997. Lấy tuổi Đinh Sửu 1997 nhé. Mặc dù là cục diện là ngọ và Sửu là lục hại. Thế nhưng mà gì khi mà nó lâm vào vận quý nhân thì quý vị nhớ này, quý nhân là nó đóng ở cung nào là cung đó tốt cho cung đó. Đóng ở đâu thì tốt đấy, quý vị nhớ nhé. Đóng đâu tốt đấy. Bình thường là ví dụ như ngọ và Sửu ấy, ngọ và Mùi lấy nhau thì được 10 điểm. Nhưng mà gặp cái ông Sửu này bị lục hại nên nó chỉ được gì? Được 7 đến 8 điểm thôi. Thì nó cũng đã là tốt hơn thường lệ, tốt hơn lấy những con giáp khác rồi. Vậy nên quý vị và các bạn không ngần ngại gì mà cứ chọn tuổi này. Nếu là 1990 chọn 1997 thì sẽ được thuận lợi hanh thông, công việc thì được tài lộc như ý. Đó. Đó là tuổi canh ngọ. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi thứ hai là tuổi nhâm ngọ. Nhâm ngọ là những người sinh năm 2002 hoặc là 1942 thì trong khuôn khổ video ngày hôm nay chúng ta cũng xét cả hai tuổi luôn. Thì chúng ta có nhâm thì lấy lộc tại hợi, đúng không ạ? Nhâm lấy lộc tại hợi. Vậy nên những người tuổi nhâm ngọ, đặc biệt là 2002 thì có thể lấy tuổi 2007. 2002 là nhâm ngọ nhé, có thể lấy 2007 là đinh hợi. Hoặc là nếu đấy là nam ấy, còn nữ mệnh thì có thể lấy gì? Lấy 1983. 1983 là quý hợi. Thì cũng sẽ được thuận lợi và may mắn. Hoặc là nữ mệnh nhâm ngọ ấy, nhâm ngọ 2002 thì quý vị cũng có thể lấy là 1995 là ất hợi nhé. 1995 ất hợi thì cũng sẽ được tài lộc như ý, phú quý bình an. Đó. Bên cạnh đó thì nhâm thì lại sẽ lấy tỵ và mão làm quý nhân. Tỵ và mão làm quý nhân, đúng không? Như vậy là gì? Nhâm quý xà thố tàng, nhâm quý xà thố tàng lấy tỵ và mão làm quý nhân. Thì tỵ sẽ là dương quý nhân và mão sẽ là âm quý nhân. Tức là những người tuổi tỵ chính là cái hạt màu đỏ này, là tượng trưng cho gì? Thiên Khôi quý nhân, đúng không? Thì trên cái hạt màu đỏ này sẽ có in hình con rắn, tức là những người tuổi tỵ đấy. Còn hạt màu đen sẽ in hình là con thỏ, tức là những người tuổi mão, đúng không ạ? Nhâm quý xà thố tàng mà, xà thố tỵ mão. Như vậy thì người tuổi nhâm ngọ 2002, nếu là nữ mạng ấy, thì có thể là lấy gì? 2001 là nam mạng hoặc 1989 là được quý nhân, đúng không ạ? Thứ hai là nữ mà 2002 ấy, thì bên cạnh đó cũng có thể lấy 1999, nam có thể lấy 2011 hoặc 1999 hoặc là gì? 2001 thì cũng dẫn được gì? Được dương quý nhân, âm quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đó. Vậy nên là những người tuổi nhâm ngọ nhá, nhâm ngọ chốt lại này, chốt lại nhâm ngọ thì quý vị lấy tuổi hợi, nhâm lấy độc tại hợi. Lấy hợi thì sẽ được gì? Được thiên lộc quý nhân nó giúp đỡ. Lấy tỵ và mão thì sẽ được gì? Được âm dương quý nhân nó hỗ trợ. Vậy nên là những người tuổi nhâm ngọ ấy, nếu mà quý vị mà chọn được lấy cả lộc cả quý nhân ấy, thì quý vị nên là chọn gì? Lấy vợ hoặc lấy chồng tuổi ngọ, đẻ con tuổi mão hoặc là tuổi tỵ thì sẽ được âm dương quý nhân tương trợ giúp đỡ, sẽ mang lại cái may mắn và cái tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi nhâm ngọ. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi 1978 là tuổi mậu ngọ, đúng không? Chúng ta biết bính mậu lấy lộc tại tỵ, vậy nên những người tuổi tỵ sẽ là gì? Sẽ là lộc của những người tuổi mậu ngọ 1978. Lộc tức là gì? Là thần tài đấy, nó là cái hạt màu vàng này, tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho con rắn. Đó. Và
Khi đó ví dụ như 1978, 78 thì quý vị có thể lấy 1977, nếu là nữ mạng thì lấy 1977, còn nam mạng có thể lấy 1977 hoặc 1965 thì đều tốt cả. Đó. Tiếp theo chúng ta có giáp mậu canh ngưu dương. Ngưu dương tức là xỉu và mùi là quý nhân. Thì ở trong trường hợp với những người tuổi mậu thì sẽ lấy xỉu làm dương, à, mùi làm dương quý nhân và xỉu là âm quý nhân. Đó. Tức là gì, những người tuổi mùi sẽ là gì? Sao thiên khôi, tức là cái sao, cái hạt màu đỏ. Và những người tuổi xỉu ấy sẽ là sao thiên việt, là cái hạt màu đen. Đó. À, khi mà được âm dương quý nhân tương trợ giúp đỡ thì sẽ mang lại được cái may mắn và cái tài lộc. Ví dụ những người 1978 mậu ngọ, 78 mậu ngọ thì có thể lấy tuổi mùi là 1979 là kỷ mùi thì sẽ tốt cho cái vận quý nhân của mình. Bên cạnh đó cũng có thể chọn 1991 nếu là nam mệnh, còn nữ mệnh thì có thể chọn 1979 hoặc 1967 thì cũng sẽ được thuận lợi hay không. Tương tự thì những người 1978 mậu ngọ mà lấy tuổi xỉu ấy thì chúng ta sẽ có 1978 có thể lấy 1985. Nếu là nam mạng lấy 1985 hoặc 1987, còn nữ mạng thì có thể lấy 1985 hoặc 1961, 1973 tùy theo cái cách mình chọn. Đó. Đó là những người tuổi mậu ngọ 1978. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi 1966 là tuổi bính ngọ. Bính ngọ 1966 thì bính và mậu đều lấy lộc tệ tị cả. Như vậy là gì? Những người tuổi tị thì sẽ là gì? Nếu mà những người tuổi mậu ngọ mà lấy tuổi tị hoặc là thì cái vòng tam hợp thì cái vòng phú quý chi mệnh này thì ở hạt ở giữa, hạt màu vàng nó sẽ là gì? Sẽ là hình tượng con rắn. Đó. Bính mậu lấy lộc tệ tị, vậy nên là tuổi tị sẽ là 1966 là lộc của những người tuổi 1966. 1966 ví dụ như trong trường hợp này thì quý vị có thể lấy 1965, nếu là nam mệnh có thể lấy 1965, 1977, đúng không? Nữ mệnh thì cũng có thể lấy 1965 hoặc là gì? Hoặc là 1953. Đó, đó là tuổi bính ngọ lấy lộc tệ tị. Đó. Tiếp theo bính mậu lấy lộc tệ tị đúng không? Bính đinh chưa quý vị lấy dậu và hợi làm quý nhân. Như vậy những người tuổi ngọ thì cũng có thể bính ngọ 1966 có thể lấy tuổi dậu và tuổi hợi. Những người tuổi dậu sẽ là dương quý nhân và những người tuổi hợi sẽ là âm quý nhân. Và khi mà kết hợp ấy thì ví dụ bính ngọ 1966 mà là nam mệnh thì có thể lấy 1969. Để được dương quý nhân đó, lấy 1971 thì để được âm quý nhân. À, trong trường hợp mà là nữ mệnh nhá, nữ mệnh thì quý vị có thể lấy 1957 hoặc 1966 đúng không ạ? Còn lấy tuổi hợi dương quý nhân thì quý vị có thể chọn 1959 nhá. Nữ mệnh thì sẽ được gì? Được thuận lợi và may mắn. Đó là những người tuổi bính ngọ. À, tiếp theo là những người tuổi giáp ngọ, cuối cùng là những người tuổi giáp ngọ là 1954 hoặc là 2014. Giáp ngọ 1954 thì sẽ lấy tuổi nào đúng không ạ? Chúng ta có giáp lấy lộc tệ dần. Như vậy nếu mà tuổi ngọ mà lấy tuổi dần thì được vừa được cục diện là tam hợp dần ngọ tuất, lại vừa được gì? Vừa được lộc. Giáp ngọ nhá, chỉ với giáp ngọ 1954 thì sẽ được lộc trời cho giàu sang phú quý. Nên là gì? Khi mà lựa chọn những người tuổi giáp ngọ, đặc biệt là các bác là tuổi giáp ngọ, cứ thử chiêm nghiệm nhá. 1954 mà lại lấy ở 1950 hoặc 197 1962 nhá. Ví dụ như tuổi 1954 mà lấy tuổi 1950 hoặc 1962. Những bác nào rơi vào cặp đôi này thì comment dưới nhá, tại vì cái cặp đôi này rất giàu, cực giàu luôn. Đó. Tiếp theo là chúng ta có giáp thì lấy xỉu mùi làm quý nhân. Xỉu sẽ là dương quý nhân và mùi sẽ là âm quý nhân. Đấy. Xỉu là tượng trưng cho hạt màu đỏ, là dương quý nhân là sao thiên khôi. Còn cái mùi chính là âm quý nhân, là cái hạt màu đen tượng trưng cho sao thiên việt. Nó là gì? Được âm dương quý nhân hỗ trợ. Vậy nên là gì? Cái vận may đầy mình, tài lộc thì phú quý thì bình an. Đó. Đó là những người tuổi xỉu và những người tuổi mùi. Như vậy ví dụ như 1954 mà lấy 1955 ấy, thì cả nhà được vui vẻ hạnh phúc suốt ngày, không có gì phải lo lắng cả. Đấy. Thứ hai là gì? Lấy tuổi xỉu 1961, ví dụ 1954 mà lấy 1961 hoặc là 1949, vị nữ mệnh 1954 mà lấy 1949 thì cũng sẽ được gì? Cả nhà thương yêu nhau, hòa thuận hạnh phúc. Đó. Đó là cái lợi ích của cái tài lộc và cái quý nhân. Khi mà được lộc và quý nhân nó tương trợ giúp đỡ thì mọi sự sẽ được thuận lợi, may mắn. Con đường công danh sự nghiệp, tài lộc cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Luôn có được quý nhân tương trợ giúp đỡ những lúc khó khăn và mang lại cái tài lộc, mang lại cái tiền tài cho quý vị ngày càng được hưng vượng. Đó. À, như vậy tổng quan lại thì chúng tôi sẽ kết luận lại nhé. Như vậy đầu tiên là những người tuổi 1954 tuổi giáp ngọ thì lấy tuổi dần và tuổi xỉu tuổi mùi, đúng không ạ? Thứ hai là tuổi bính ngọ thì lấy tuổi tị, đúng không ạ? Bính mậu tại tị, bính đinh chưa quý vị lấy tuổi dậu hợi. Đấy. Với tuổi bính ngọ 1966 thì lấy tuổi tị, tuổi dậu và tuổi hợi. Những người tuổi 1978 mậu ngọ thì cũng lấy tuổi tị, tuổi xỉu, tuổi mùi. Những người 1990 canh ngọ thì lấy tuổi thân, tuổi xỉu và tuổi mùi. 1942 nhâm ngọ hoặc là 2002 nhâm ngọ thì có thể chọn gì? Hợi, tuổi tị và tuổi mão. Đó. Đó là những cái tuổi tốt lành. Ngoài ba cái tuổi mùi, dần và tuất thì những người tuổi ngọ có thể kết hợp được với những tuổi trên để mang lại cái may mắn, mang lại cái phú quý cho mình. À, trong trường hợp mà quý vị mà không chọn được những tuổi như ý như trên ấy thì mà lại mong muốn có được cái tài lộc thì quý vị cũng có thể chọn cách là đẻ con hoặc nhận con nuôi, hoặc là có thể để linh vật phong thủy. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên sử dụng một cái vòng phú quý chi mệnh để mang lại cái vận mệnh bình an và mang lại cái tài lộc như ý và được quý nhân tương trợ giúp đỡ.
Phú tức là gì? Tiền bạc là tài lộc. Quý tức là quý nhân. Đúng không? Phú quý chi mệnh tức là biết được đâu vận quý nhân ở đâu mà chúng ta đến chúng ta cầu thì sẽ được tài lộc như ý, phú quý bình an. Đó. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn chọn ra được những cái tuổi hợp với mình, chọn ra được những đối tác làm ăn kinh doanh hợp với mình, chọn ra được những người con người cái có thể mang lại cái tài vận, mang lại cái vận khí hanh thông cho cả bố mẹ lẫn con gái. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.